Hello mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Mình là Đức Canh đây. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin đầu tư trên kênh Bất Động Sản Thạch Thất nhá. Hôm nay mình giới thiệu các bạn lô đất cực đẹp nhá. 160m² nhá, sát nhà trọ luôn nhá. Đây nhà trọ này. Đấy, nhà trọ là các bạn nhá. Đấy, đường thì rộng hai ô tô tránh nhau nhá. 160m² các bạn nhá. Ngang là 6,5m mặt tiền nhá. Ngang 6,5m nhá. Anh em liên hệ với mình nhá. Alo ngay cho mình nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây khu dân cư đông đúc rồi. Đây là hai cái chung cư to đùng đây anh em. Hai chung cư to đùng đấy. Nhà trọ liền kề luôn nhá. Từ đây ra trường đại học thì chỉ có 5 phút di chuyển anh em nhá. Từ đây ra đến trường đại học chỉ có 5 phút di chuyển. Khu dân cư đông đúc anh em nhá. Đây. Chung cư mọc lên như nấm luôn các bạn nhé. Đấy. Đây là khu tái định cư Bình Yên anh em nhé. Khu tái định cư Bình Yên. Đấy. Khu dân cư đông đúc rồi nhé. Anh em nhanh tay nhá, nhanh tay bấm dọ hàng nhá, nhanh tay liên hệ với mình nhá. Số điện thoại mình để hotline nhá. Mọi thông tin mình để phần tiểu sử nhá. Số điện thoại mình phần tiểu sử các bạn nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.